Xin chào tất cả anh em. Đeo đanh dù đi đơn hay đi team thì đội bạn hòa team địch đều muốn ăn được con rồng đầu tiên. Không chỉ là búp máu rồng mà đó còn là sự vượt trội về cấp độ. Một bên là cấp độ 4, một bên là cấp 3, là sự khác biệt hoàn toàn trên kèo lập tức. Đương nhiên đi đanh việc bỏ rồng đầu hay là cả hai bên không ăn rồng đầu không lạ. Nên anh em đừng có bám sống bám chết ăn bằng được con rồng nhé. Nếu chất tướng không hơn hòa đồng đội thấp máu đấy ạ. Kẻo bị kẻ địch nấng tay trên hay là quét sạch một cái, lăn cả tuyết oan uổng luôn. Đúng vậy, cấp 4 đem tới anh em một chiếc cuối siêu mạnh đủ loại kiểu luôn. Tướng thì búp cho bản thân như là lữ bố Kyrok, tướng thì khống chế mạnh như dạng Alistair, Alice hay là bay nhảy như Mark kiểm soát đồ và Idomir, John và Lavin. Nhưng một dạng chiếc cuối sát thương sốc khủng, đó là thứ mà nhiều anh em thích và hướng tới. Sát thương lên chiếc cuối đảm bảo cho anh em một combo ăn mạng không khó, dù là gank lẻ hay là sang anh tổng nhá. Vậy thì các vị tướng nào có chiếc cuối sát thương sốc đỉnh cao tại mùa 4 này, cùng ép tìm hiểu ngay bây giờ nhá. Tính sát thương theo chiêu thức chứ không phải là đoán thường sau khi tung chiêu nha anh em, và cũng ưu tiên các vị tướng gây sát thương đơn mục tiêu hơn. Thứ nhất là Whip. Chiêu cuối Whip phụ thuộc cực nhiều vào hai yếu tố, thứ nhất là trang bị và thứ hai là đồng đội. Dễ dàng nhận thấy được rằng Whip sẽ hoàn toàn bị động khi sử dụng chiêu cuối, vậy nên cô nàng cần cái vị trí núp lý tưởng như là bụi cỏ hoặc đồng đội đứng ra bảo kê để an toàn dội hết đợt bom của mình. Sát thương chiêu thức này to hay nhỏ đấy ạ thì chúng ta phải phụ thuộc trang bị của Whip và cái đặc tính chí mạng nhá. Giúp vị tướng này có thể kết thúc không chỉ một mà có thể là cả đội hình kẻ địch hay là câu máu lý tưởng. Anh em nhớ cho ép rằng các đen đồ cơ bản của Whip đó chính là tập trung vào tốc đánh và đồ chí mạng. Ở đây lựa chọn trang bị chúng ta tập trung vào thân chí mạng. Nếu việc đi gank là khá khó khăn, Whip có thể chuyển hướng đi qua việc đi farm nhanh và âm thầm đẩy trụ nhằm giành chiến thắng nhanh nhất. Có thể nói pháo cao xạ đã thức biến Whip thành một cô máy đa năng khi có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau như là thủ trụ, đứng ở trong nhà thả chiếc cuối ra dọn lính nhanh, hỗ trợ đồng đội đứng ở vị trí an toàn hay là các bụi cỏ thả chiêu gây sát thương diện rộng, hay là ngăn chặn team địch thủ trụ khi đồng đội đẩy lính lên và đối thủ có quá nhiều con bài thủ trụ mạnh đấy ạ. Chúng ta lập tức sử dụng chiêu cuối và làm rối loạn đội hình kẻ địch. Quá đa năng đúng nào anh em. Lưu ý khi chơi chúng ta sử dụng hiệu chuyển sinh hòa thánh thuấn nâng mắc chiêu 1 và cài máu thứ nhất phép bổ trợ tốc biến hòa tốc hành nhé. Thời điểm đầu chưa đồ chúng ta bán chưa thấm đâu, do đó anh em nên farm thật là nhiều để có đồ, không nên quá hổ báo ở trong thời gian này. Chỉ nên di chuyển đảo có mít để farm khi ở chợ thủ bảo kê, nếu không thì chúng ta phải đi vòng lùi sâu vào trong và đi sau bùa nhé. Đìa kẻ địch với chiêu 2 và 1. Lướt chiêu 1 anh em cần phải nhớ rằng nó giống bay ô, có lợi thế chúng ta mới lướt lên phía trước để mà truy đuổi, còn để trong tranh hoặc đi đường đấy ạ, chúng ta chỉ nên lướt chéo hoặc là ngang thôi nha anh em. Bạn nào chơi bay ô đấy sẽ làm quen nhanh người Whip thôi. Khi ở chiêu cuối anh em không nên lạm dụng, đầu game chiêu cuối Whip chưa quá bá, tối ưu việc thủ trụ hoặc là khép góc, đồng thời dứt điểm tướng địch khi bọn chúng bỏ chạy nhé. Còn khi ở tranh anh em cứ bắn thường kèm chiêu 1 thôi. Mới ở tranh anh em đã bật chiêu cuối lên, chẳng khác gì anh em đang chơi người kẻ địch cả. Sử dụng chiêu 2 khống chế tướng địch, nếu bị áp sát vào cạnh địa hình nhớ tung chiêu 2 vào địa hình khống chế kẻ địch. Và sau đó chúng ta vận dụng chiêu 1 lùi lại nhé, bật cung tà ma và lật kèo ngay. Đặc biệt khi gặp các vị tướng có khả năng sốc và bám đuổi có chịu nhà Roker đấy, anh em nhớ tận dụng các địa hình hẹp và vận dụng chiêu 1 để mà tấn công và để kẻ địch. Chiêu cuối thủ trụ khép góc rất là mạnh, anh em nhớ sử dụng nhé. Có một vị tướng khác tương ứng Whip đó chính là Celica, có chiêu cuối rất là thấm, càng đông càng mạnh càng bá và đồng dạng phải có đồ và trang bị. Đây là hai con bài lối chơi khá giống nhau, anh em nhớ tận dụng hai bé xạ thủ nhé. Đừng quên rằng đây là hai chị em nhà cơ khí đó, lối chơi giống nhau không quá khác nhau đâu anh em ơi, chưa kể trang bị giống nhau và có thể dùng chung luôn, quá tuyệt vời đúng không nào. Thứ hai, Zeal. Zeal là vị tướng sát thủ khả năng đoạt mạng mục tiêu cực kỳ nhanh chóng. Điểm mạnh của Zeal chính là khả năng soi thương đơn mục tiêu, vị trí của Zeal sẽ bị chia thương và cứ càng nhiều mục tiêu thì sát thương lại càng nhỏ đi. Hiện tại với cái lối chơi bắt lẻ khó chịu thì Zeal đang rất được trọng dụng ở rank cũng như ở giải đấu. Vấn đề đặt ra là chiếc cuối Zeal là chiếc cuối không bị chặn mục tiêu, nên một khi đã tung ra đấy ạ, chúng ta có thể ngắt được, kiểu gì phải chém xong. Lý do mà S nói chiếc cuối Zeal sát thương lớn là vì tầm giữa game đấy ạ, Zeal chỉ cần một vài món trang bị như là vương miện, mặt nạ ma quái cộng thêm đồ phép đi rừng đã thể tạo ra một cái lượng thương rất lớn rồi. Vẫn biết đòn tay sau khi tung chiêu của Zeal đấy ạ, đơn khá to, nhưng đôi lúc anh em chẳng cần phải mau mè, combo cứ nhảy vào chiếc cuối chỉ được cái định là xác định tụt máu, chém một hai cái là lên bảng ngay. Trước đây ta hơi ngại vì Zeal cần lết cần đồ, nhưng khi một loạt thay đổi về phù hiệu và trang bị các kiểu thì giờ đây Zeal lại thành một con bài đánh giữa late game cực khỏe, miễn cho anh em cố gắng ưu tiên núp bụi bắt lẻ nhá, gây sát thương đơn mục tiêu. Vì trước cuối game thì địch đi chung rất nhiều và tanker đấu sĩ để có món trang bị tăng giáp phép khiến cho Zeal gây sát thương khó khăn hơn. Lưu ý khi chơi chúng ta sử dụng phù hiệu ma chú hoặc là thần quang nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Nội tại của Zeal là điều quan trọng,
và hiểu thì mới chơi tốt gì được. Muốn có được nội tại thì anh em phải tung chiêu chuẩn mới có được nhá. Tung chiêu một trúng hai lần và tung chiêu hai chuẩn giúp anh em thể chém nội tại vừa sát thương vừa hồi ngay chiêu hay và liên tục như vậy. Chơi diêu mà anh em không hòa được nội tại là rất nguy hiểm. Combo cấu đỉa của diêu là vận dụng chiêu hai áp sát thương địch đánh thường, vận dụng chiêu một đánh thường lấy được hai nội tại và chém thường hồi chiêu hai nhá, và sử dụng chiêu hai đó để bắn rút lui. Combo hoàn chỉnh để bắt lẻ các thương địch bất ngờ ư? Chiêu một, chiêu hai, chiêu cuối lập tức sốc chết kẻ địch nhé. Đừng lạ nếu mà thấy diêu trước khi băng vào bắt kẻ địch đã ném chiêu một ra hướng khác nhé, tại vì khi đó chiêu một sẽ hoàn lại và trở thành một quả boomerang rất là nguy hiểm. Hoặc là kẻ địch có nhiều máu thì cứ chiêu hai chuẩn tích nội tại đánh tay bồi chiêu một hai lần hồi chiêu hai lại tiếp tục chiêu hai kèm chiêu cuối chém thương, nói chung là cứ liên hoàn combo nội tại và chiêu hai liên tục nha anh em. Nhưng đa số chúng ta chơi diêu sẽ bắt vào tướng máu giấy và thấp máu nên thường là một combo là mục tiêu nên thất ngay rồi. Cố gắng núp bụi bắt lẻ liên tục. Diêu làm con bài bằng trụ cứ cắt nha anh em. Đánh diêu anh em cố gắng đánh dứt khoát hoặc là cấu đỉa liên tục bằng chiêu một, hạn chế lộ tầm nhìn quá sớm hay là bị cấu đỉa từ xa. Ngoài diêu thì Murat là một vị tướng có chiêu cuối gần tương tự nhà diêu, nhưng đen cái bây giờ Murat mà chém chiêu cuối đấy lên năm kẻ địch thì bị giảm sát thương hẳn 70% nên chém bằng đông Murat sát thương càng ít, hơi nhợ cho con bài này. Thứ ba, Joker. Joker là xạ thủ duy nhất có khả năng soi thương đâm mục tiêu siêu nhanh. Ngoài Joker ra chúng ta có Heate với chiêu cuối, nhưng Heate lại cần có thời gian để bắn tay hoặc là chiêu một để tích trước nội tại và sau đó tung chiêu cuối soi thương chuẩn. Nhưng Joker thì ngược lại, một xạ thủ có lối chơi riêng biệt, khỏe đầu game giúp Joker chiếm lợi thế sau các vị tướng xạ thủ khác, cũng như là khả năng solo trận đấu nếu gặp team ép được đường và ép được rừng nhá. Điểm mạnh của các chiêu của Joker đó chính là hai lần nội tại liên tục tuyệt vời lúc nào, khống chế kèm chiêu một cấu đỉa mạnh và thời gian hồi khá nhanh. Nhưng điều đáng nói chính là chiêu của Joker sát thương rất to. Bom cười không chỉ là khống chế mà là thương lớn, có thể giúp cho Joker outplay các vị tướng sát thủ khác. Đặc biệt trong tình huống băng trụ đấy ạ, muốn giết Joker không phải đơn giản đâu, có thể dễ dàng bị trả giá đắt. Kiểu rừng như là kỹ năng đấy ạ, băng vào Joker mà hắn ta khi bật chiêu hai kèm chiêu cuối giữ khoảng cách là né toang ngay. Tầm giữa game là Joker đã có được nhanh phân nia thì anh em hiểu được rằng một combo của Joker là như nào. Mấy con xạ thủ màu dây của kẻ địch đấy ạ thường rất khó farm ở dạng này vì cần một lần nội tại chiêu cuối kèm thêm bồi chiêu hai đấy ạ thì chạy bằng trời đúng không nào. Lưu ý khi chơi chúng ta dùng phi hiệu ma chú hoặc là chuyển sinh nâng mắc chiêu một và cài máu nhất phép bổ trợ thông biến. Thay vì giống như các vị tướng khác xông lên cấu đỉa thì Joker chỉ cần giữ cái khoảng cách an toàn và cấu đỉa tầm xa thôi. Và chúng ta nên sử dụng đồ sốc cấu đỉa những đối thủ dính phải để chiêu một có thể dễ dàng trúng hơn. Các bạn có thể tận dụng nội tại và sau đó bồi lên chiêu một nhé. Dấu hiệu nhận biết Joker có nội tại đơn giản thôi, nhìn vào khẩu súng của nó đi anh em, rời khỏi giao tranh và giơ súng lên là hơi bị nguy hiểm từ đó, kiểu chân dần đấy anh em. Còn sau khi bấm chiêu hai đấy thì cũng thấy nhìn thấy thôi, biết mà né nó ra nha anh em, không là nó bắn tao có súng đấy. Joker là vị tướng đầy lính dọn đinh nhanh nên anh em thể độc lập tác chiến và là con tướng phù hợp với team bắt lẻ tốt nhờ khả năng soi thương nhá. Kết hợp với team tốt, đặc biệt là các vị tướng khả năng soi thương hay là dứt điểm mục tiêu nhà Tulen, Bodat, Guiden vân vân, và kể cả là Butterfly. Cho tranh lưu ý việc chiếm vị trí có bụi cỏ và sử dụng chiêu hai hợp lý để thể sống sót cho tranh. Nếu team địch có nhiều vị tướng sát thương và sát thủ vật lý, pick Joker không tệ. Nhưng mà nếu kẻ địch pick quá nhiều vị tướng sát thủ phép đấy, thì chơi Joker nhớ lên các trang bị ví dụ nhà huấn luyện Choi hay là gươm Urie, nói chung là tránh bị sốc bởi sát thủ phép nhá. Thứ tư, Natalia. Một trong những thức gây lượng sát thương lên kẻ địch đáng sợ nhất đó chính là chiêu cuối Nata. Bất kể là kẻ địch nào, dù là tanker như là Toro mà bị làm choáng bởi chiêu hai sau đó là chiêu một trước khi động đậy để chạy mà ăn tiếp chiêu cuối tia sáng tử vong trong nhất khoảng một giây hơn thì mất non nửa thanh máu rồi. Còn đám tướng máu giấy đấy ạ, không cần tính tiền trừ khi có cầu băng xương nhá. Chính nhờ khả năng sấy sát thương đáng gờm, Natalia tối ưu đi team có nhiều khống chế, đặc biệt con bài như là Krixi, Grax vân vân. Không chỉ là chiêu cuối mà chiêu một cấu đỉa bá đạo cũng kém, nếu gặp tướng thiếu cơ động lại máu giấy, chiêu hai và chiêu một đủ cấu đi 50% lượng máu rồi. Nếu mà hồi ngay được chiêu một và bồi thêm, anh em hiểu là sao rồi đấy. Ấy vậy chiêu cuối đâu phải dễ dàng bị phá đâu anh em, khi vận chiêu đấy anh em có thời gian đi khống chế cơ mà, anh em nhớ cẩn thận khi đối đầu nhá. Lưu ý khi chơi chúng ta sử dụng hiệu thần quang hoặc là chuyển sinh nâng mắc chiêu một và cài máu thấp nhất phép bổ trợ tốc biến hoặc là tốc hành nhé. Natalia là vị tướng pháp sư vô cùng mạnh ở mọi đoạn game, sau kỹ năng định hướng của nàng không hề dễ dàng sử dụng chút nào, anh em phải luyện tập thành thạo, đặc biệt là kỹ năng định hướng chiêu một nhá. Cấu đỉa chủ yếu với chiêu một, chiêu hai có thể giúp anh em tự bảo kê hoặc là tung chiêu bảo kê xạ thủ đố giám sát thủ kẻ địch vào gần luôn và là tặng ngay chiêu hai nhé. Với chuỗi thức nếu kết hợp với nút bụi thì làm sao, chiêu hai ném vào kẻ địch, chiêu một bồi, chiêu cuối rất mạnh
sâu thương ngay. Nếu anh em có thể kết hợp với team có ống chế thì các bạn kể cả không cần đốt bụi để hiệu quả nhé. Cố gắng bắt lẻ liên tục và khi kết hợp với team vì lượng sát thương của Nata là cực kỳ lớn. Cho tranh anh em đừng vội vàng vận dụng trước cuối, hãy chờ thời cơ và sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Do anh tổng anh em mới spam chưa một thôi, chưa một anh em chỉ cần 6 ác quỷ hội tụ một tướng hồi chiêu liên tục, đôi lúc chỉ cần khi đủ hồi chiêu và nâng mắc đấy ạ, spam liên tục luôn anh em ơi, quan trọng là chính xác. Khi có thời cơ ta vận dụng chiêu hai và chiêu cuối sấy khô đối thủ nhé. Thứ năm, Venus là vị tướng sát thủ khả năng lao vào giao tranh cực mạnh, tiêu diệt chủ lực đối thủ chỉ trong chớp nhoáng. Với bản năng sát thủ và sự cơ động, Venus là con bài mà nhiều anh em sử dụng để đấu rank và đấu giải chuyên nghiệp. Cụ thể trước cuối của Venus chỉ cần chơi đơn giản là vỗ cánh bay sau đó nhảy xuống mục tiêu. Tất nhiên là sát thương của Venus mạnh một phần đó chỉ là nhờ đánh thường sau khi tung chiêu cộng với sát thương 100 máu ở chiêu 1. Nhưng với một Venus xanh và phân sát thương thì đúng là kinh hoàng, một dập trước cuối đủ khiến kẻ địch xanh mặt. Combo tối ưu sát thương là cú đập trước cuối nhé, bay bay tìm đối tượng và chiêu 1 vồ xuống. Với trang bị chuẩn chỉnh buồn nào đều vậy. Sau khi lên xong trang bị đồ rừng, giày và ba mặt chân phải của Nát và Chena, thứ chân phá, phức hợp kiếm cộng với Nang Phunia, việc lên phun sát thương không chỉ giúp kế Nát phám quái cực nhanh, cho sát thương đồng tiêu mạnh, mà còn ăn luôn cả tanker hoặc đấu sĩ đơn giản nhé. Phun sát thương đồng nghĩa việc anh em cần phải ép lợi thế từ đầu game và lăn của tuyết nhanh chóng, hạn chế kéo lết nhé. Còn anh em đối đầu với con như là Ryu hay là Kira đấy ạ, một phun nhân choi là một đồ thủ phép là cần thiết cho bọ ở giai đoạn sau, giai 5 và 6 nhé. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng hiệu ma chú hay là chuyển sinh, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất, cấu đỉa và farm nhanh bằng chiêu 1 và 2 nhé anh em. Khi combo, anh em cần nhớ tung chiêu xong là đánh thường để có thể tối ưu nội tại. Chơi cái nắc, căn chiêu cuối thật là cẩn thận, vì chiêu cuối là nguồn sát thương lớn, đồng thời giúp anh em có thể tiếp cận mục tiêu. Nếu anh em gặp tướng cơ động dạng nhà Nagrod hoặc là Zuka, hay là các vị tướng có khả năng né chiêu như là Murat hay là Kera đấy ạ, thì sau khi các bạn tầm chiêu 1 xong, đừng vội vàng vồ ngay trước cuối, nhớ khựng lại một nhịp để kẻ địch ao mình trước, sau đó mình vồ sau. Bởi khi đối đầu với con hàng cơ động này, mình vồ trượt cái là rất nguy hiểm nhá. Đó là một cái lưu ý anh em đi rank cần phải biết. Còn nếu đối đầu mấy con tướng nhà Ryu đấy ạ, giống như mấy vị tướng bên trên thôi, nhớ lựa chọn cho nó mất trước cuối trước, sau đó chúng ta có hơn lương choi để mà tránh bị sốc, thì chắc chắn anh em ăn hàng rồi. Ngoài các vị tướng S vừa kể trên thì Liên Quân còn có vị tướng nào có sát thương trước cuối siêu khủng, ví dụ nhà điêu thuyền Vera, anh em hãy kể tên dưới bình luận ngay nhé. Nếu anh em có nội dung mới thực hiện và lên TV với comment của anh em ư, bình luận ngay dưới video đi. Xin chào và gặp lại anh em ở trong các video lần sau. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.